Bài thỉnh pháp sư Amma Dasana ya Janaga tha Rasamma Chaloka Dimarali Sahavate Katanchale Antimaram Anya Jatha Sambhita Satatara Chakata Jatika Deshetu Thammam Anukham Vimam Bacham Satham Mahrim Vinayan Jakayam Sutam Javanam Afitham Vacham Ahotayanto Jarusatyadandam Bapo Hanayye Parishaya Matye Evam Sambhati Rama Paravantam Aya Chattha Tutni Phalui Natam Vito Karunye Nati Vasaya Tanana Uthaya Vadeya Migaraya Tato Gato Mancha Vakya Dayo Naiye Amaman Bhaye Sithamato Tato Tato Tisam Vuto Anuna Thamma Desanam Nagamsa Yese Sisatata Tato Sithata Lena Sathu Ayyo Ante Yese Sithamma Desanam Sambhayita Parishaya Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma,
Nam Mô Sang Ca Giá. Tập thể học viên lớp vi diệu pháp cơ bản xin trang nghiêm thần tổ ý, thành tâm tri ân sâu sắc đến quý chư tăng thầy tổ, các vị trưởng lão đáng thương kính còn tại thế hay đã quá vãng, đã có công truyền bá và giảng dạy giáo pháp. Nguyện cầu cho thiện nghiệp phát sanh từ nhân lành gây dựng các lớp học và giảng dạy giáo pháp sẽ mang lại quả sức khỏe, sự an vui và mọi thành tựu viên mãn cho thầy và đạo. Ban tổ chức lớp học xin cảm ơn sự có mặt không bỏ buổi và tinh thần học pháp nghiêm túc, kiên trì, tha thiết của các bạn hữu tâm rừng. Cầu mong cho phước trí thanh tịnh từ việc học pháp, nghe pháp sẽ mang lại quả an lạc, vượt thoát phiền não, không bị đọa vào bốn đường ác đạo và sự thành tựu chánh trí cho tất cả chúng ta. Kính thưa thầy, hôm nay là ngày Chủ nhật, ngày 26 tháng 7 là buổi học thứ 87 của lớp vi diệu pháp cơ bản. Các nghi thức trước khi vào lớp đã xong, kính mời thầy hoan hỷ lên lớp. Xin chúc các bạn có thêm được một buổi học có thật nhiều chánh niệm và lợi lạc. Nam mô Bổn Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sang Ca. Thân chào tất cả quý vị. Hôm nay chúng ta học tiếp tục phần xuất pháp. Trước khi vào buổi học, chúng ta cùng nhau thành tâm đảnh lễ Tam Bảo Tịnh Tấn. Arahaṃ Samma Sambuddho Bhagavā Buddhaṃ Bhagavantaṃ Abhivādayāmi Svākkhato Bhagavata Dhammo Dhammaṃ Namassāmi Suppatipanno Bhagavato Savakasangho Sanghaṃ Namassāmi Samma Sambuddhaṃ Atulaṃ Sasattaṃ Akhalotaṃ Abhivādayāmi Abhidhammaṃ Gahaṃ Namo Buddhaya, Namo Dhammaya, Namo Sangha. Chúng ta tiếp tục học cái phần vừa rồi, cái tuần rồi học cái gì đó, bất tịnh vậy nè, sắc nghiệp sanh khởi hay sao, tới đâu quá này. Phân loại sắc nghiệp xong phần bất tịnh ha. Ok đã. Rồi, hôm nay chúng ta cũng tiếp tục theo thêm bài đó. Mời Đông Triều post bài lên, mời anh em lên thay phiên nhau đọc bài Bali. Kính chào thầy, xin chào cả lớp, xin tập bài. Sự khởi sanh của các sắc pháp. Rupasamuttha nanaya. Đoạn 1. Tamang chitang uhu aharo cha tu chatta di rupasamuttha nanama. Sắc pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là một, nghiệp; hai, tâm; ba, thời tiết; và bốn, vật thực. Hà ca ma quá cha rằng ru ba quá cha rằng đà thứ tần chát vì sát lý thích thần như khu sa là khu sa la cầm mắt mắt tí thần khá thần át chát thích cá sang ta ne cầm ma sang ta ru bằng bát tí sang thiên ta đà
giác thế hề. Tân thà về tí xuất phát khởi sinh do nghiệp. Nơi đây 25 loại thiện và bất thiện thuộc nghiệp, thuộc dục giới và sắc giới, trong sự liên tục bên trong chính ta tạo nên những sắc pháp do nghiệp sanh. Trong từng chặt tư tưởng bắt đầu từ khi được họ thai, tức tự giúp thức nối liền khởi sanh. A ru pa vi pa ca vi pan cha vin nha na wa tích tăng pan cha sát ta ti tích tăng ti tích tăng tích ta sanh tha a ru pa bát tha ma pa vin ca u pa da ya cha ya tan me wa sanh tha be ti bát tha ấp phá là chá quá nặng chí rí già bắt thầm tí sành là mê tí quốc há tăng cà mà quát chá ráo chá quá là bình nhà bá nhá bình nhá bình tí quốc thà bình tí sù má nắp xá chá quá là ý bà nét há tề ra xá há sơ nào y chẳng nèm lý sắc pháp khởi sanh do tâm. 75 loại tâm ngoại trừ những tâm quả thuộc vô sắc giới và năm cặp thức tạo nên sắc pháp do tâm tạo. Ngay vào lúc chập ba quanh gá hộ kiếp đầu tiên khởi phát, nơi đây những chập tâm thiền chán quá nát tốc hành điều hòa tư thế hoài nghi của thần. Nhưng những xác định tâm, những chặt tốc hành tâm chá hóa nát thuộc diệt giới và những siêu trí tâm cũng tạo nên những phương tiện truyền thông, ngữ chỉ và lời nói. Nơi đây 13 tốc hành tâm liên hợp với thọ ý cũng tạo thiếu sanh tâm, tâm làm nghiệp thường. Xin lỗi. Xin chào thầy, xin chào cả lớp. Có cả xin đọc tiếp phần 2. Ừ. Bà Samut Thà Ná Ná Chân, sự khởi sanh của các sắc pháp. Đoạn 2. Chi Tuân Hồi Tú Sá Manh Nga Ta Tê Chô Thà Tú Thí Tiếp Bát Tà Quá Tú Tú sáng lúc hà na rù bằng ắt chất tần chá bá hít thà chá giá thà ra hằng sáng lúc hà bề chú sắc pháp khởi sanh do điều kiện thời tiết nguyên tố lửa quả đại to hàm cả hai nóng và lạnh. Khi đến giai đoạn trụ trong ba giai đoạn sanh trụ diệt thì tạo nên cả hai tùy trường hợp các sắc pháp bên trong và sắc pháp bên ngoài do điều kiện thời tiết sanh. Ô cha sanh kha tô a ha rô a ha ra sanh út tha na ru bằng ách chô ha ra na ca lời tha na bát tô quá sanh út tha bề tí. Sắc pháp thể sanh do vật thực, vật thực được gọi là kinh, chất dinh dưỡng. Trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. Pháp thá há đá giá tình rú giá rù bà nước cam mát chê chá nê quá huynh ngáp tí đó dần chích tá chá mê quá sát đồ chích tồ tí trồ lăng hư bà đích ta dần u tu chích ta hà rê ký sát sam hồ tí. Nơi đây trái tim và tán sắc mạng căn khởi sanh do nghiệp, hai phương tiện truyền thông biểu lộ bằng thân, thân biểu và bằng lời nói ngữ biểu chỉ sanh khởi do tâm. A vi nếp hồ giá rù bà như chề quá à ca sa tha tu cha cha tu ni sam tu ta
ni lắc khana ru ba ni nha tu tô chi chà giàn tí. Tiếng nói sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết, ba đặc tính nhẹ vân vân, sanh khởi do điều kiện thời tiết, tâm và vật thực. Những đặc tính không thể tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố như không, khởi sanh do bốn nguyên nhân. Atharasa ban na rasa te rasa da rasa tin chát kham matit to tika ha raja ni hon de yathakka mang 18, 15, 13 và 12 theo thứ tự do nghiệp, tâm, điều kiện, thời tiết và vật thực tạo. Cha yamana biruba năng sapha vata nike valang lak khana hinaja yam dike hichi tibaka sutang ayam atha u basamutha nanayo. Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào, những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh dần dần không do nguyên nhân nào tạo. Được nói như vậy vì hoàn toàn cố hữu dính liền theo các pháp ấy. Xin hát. Dạ, con Đông Triều, con xin kính chào thầy và kính chào cả lớp. Con xin phép đọc bài. Upasamuthanaya, sự khởi sanh của các sắc pháp. Đoạn 1. Khammang cittang utu aharo cha cittā rīdu upasamuthana nīnāma. Sắc pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là một nghiệp, hai tâm, ba thời tiết và bốn vật thực. Tathā khamā vacarang rūpā vacarang ca tippaṃ ca vissati vittaṃ ikusala kusala khammaṃ akhisaṃ khataṃ accatikkasaṃ san ta ne khamma samutha na rupang patisanthinu pada yakhane samutha pe ti. Sắc pháp ở sanh do nghiệp. Ngoài đây 25 là thiện và bất thiện, nghiệp thuộc nghiệp giới và sắc giới, trong sự liên tục bên trong chúng ta tạo nên những sắc pháp do nghiệp sanh. Trong từng chập tư tưởng, bắt đầu từ khi được thọ thai, tức từ lúc thức nó liền khởi sanh. Arupavipa kadvipan cha vinyana navacchitan panchasattativittan pichittan cittasamuthana rupan patthama pavangan upa daya cha yan tamme vasamuttha pe ti. Tattha appana cha vanang idiya pattham
pisan na me tiwat tapanaka ma wajara jawana vinya panawinyat tim pisamutha penti so manat sa jawana nipanet tate tasahasanang pichanenti. Sắc pháp khởi sanh ra tâm, 75 nội tâm, ngoài trừ những tâm quả thuộc vô sắc giới và năm cặp thức, tạo ra sắc pháp do tâm tạo. Ngay từ lúc chập pháp quanh giá, hộ kiếp đầu tiên khởi phát. Nơi đây, những chập tâm thiền cho qua nắp tốc hành, điều hòa tư thế hoài nghi của thân. Nhưng những sắc định tâm, những chập tốc hành tâm cho qua nắp thuộc dục giới và những siêu trí tâm cũng tạo nên, cũng tạo những phương tiện truyền thông, cử chỉ và lời nói. Nơi đây 13 tốc hành tâm liên hợp với thật hỷ cũng tạo trí sanh tâm, tâm làm vĩnh cường. Dạ, con đã đọc xong rồi, con xin chú mít. Dạ, Nam Mô Bụt Thầy giá. Dạ, kính chào thầy Kiên cùng cả lớp ạ. Dạ, con xin đọc bài đoạn 2. Si tun hồ tí Samanyan na ta te jo da tu thi thi pa ta wa u tu Samutha Narubang Akhatan Japapita Jayatha Rahang Samutha Beti. Sắc pháp khởi sanh do điều kiện thời tiết, nguyên tố, lửa, hỏa đại, bao hàm cả hai, nóng và lạnh. Khi đến giai đoạn trụ, trong ba giai đoạn sanh, trụ, diệt thì tạo nên cả hai. Tùy trường hợp, sắc pháp bên trong và sắc pháp bên ngoài do điều kiện thời tiết sanh. Uja Sankhato Aharo Aha Rasamutha Narubang Achiho Haranakale Thanap Patuwa Samutha Beti. Sắc pháp khởi sanh do vật thực, vật thực được gọi là tinh chất dinh dưỡng. Trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ, tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. Tathā hadaya in Riya Rupa Nikam Macha Ne Wa Vin Yati Dvayang Chita Cha Me Wa Sado Chito Tucho Lahuta Dittayang Utu Chita Hare Hisam Bodhi. Nơi đây trái tim và
8 sắc mạng căn khỉ sanh do nghiệp, 2 phương tiện truyền thông, biểu lộ bằng thân, thân biểu và bằng lời nói, biểu ngữ. Chỉ sanh khởi do tâm. Avinipoga rupa niche wa akasara thu tu chat chatu hisamputani lakkhana rupa ni nakuto chijayati. Tiếng nói sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết, ba đặc tính nhẹ vân vân, sanh khởi do điều kiện thời tiết, tâm và vật thực, những đặc tính không thể tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố hư không khởi sanh do bốn nguyên nhân. Atha rasa panna rasa te rasa tva dasa tija kham machito machito tuka ha raja niho ti yatha kamang 18, 15, 13 và 12 theo thứ tự do nghiệp, tâm, điều kiện, thời tiết và vật thực tạo. Chà giá mà nà đi rù bà nằng sá phà quá thà hi kề quá lằng lắc khá nà ni ná chà danh tí kề hi chì tí ba ca si tăng a dần e tha ru ba samutha panayo. Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào, những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh vân vân không do nguyên nhân nào tạo, được nói như vậy vì hoàn toàn cố hữu dính liền theo các pháp ấy. Dạ con xin xuống mic, xin mời vị kế tiếp ạ. Dạ, con kính chào thầy kinh. Con xin kính chào cả lớp ạ. Con xin đọc bài ạ. Rupa Samuttana Naja, sự khởi sanh của các sắc pháp. Kamang Chittam Utu Aharo Chati Chattari Rupa Samuttanani Nama. Sắc pháp khởi sanh bằng bốn phương cách, đó là nghiệp, tâm, thời tiết và vật thực. Tathā kamā vācaraṁ upā vācaraṁ catti pañca visati pi tam pi kusala kusala kamaṁ avisaṅkhataṁ acca Tika Santani. Kama Samuthana Rupan Patisang Thim Mu Padaja Khani Samutha Veti. Sắc pháp khởi sanh do nghiệp. Nơi đây 25 loại thiện và bất thiện, nghiệp thuộc dục giới và sắc giới, trong sự liên tục bên trong chính ta tạo nên những sắc pháp do nghiệp sanh. Trong từng chập tư tưởng, bắt đầu từ khi được thọ thai, từ lúc thức nói liền khởi sanh. Aruba vipa ka di các vị bản trà bình nhã nà vách chất tầm chất bát chi tầm bản trà sát ta thì
vi tầm bi chít tầm chít ta sam mút tha na ru bần và phát tha mà và vắng gần úp bá tá già cha chán thà mi và sam mút tha bế thị ta thà áp bá nhà cha bá nhầm bá nằm y vi già bá thầm bí sàn ná mế thị út tha bá nà ca mà bá cha ra cha bá nhà phí bình nhà bá nhà bình nhá thìm bí sàm mút tha bế thị sô ma na sa cha bá na ni bá ni tha thề ra xa ha xa nằm bì cha nến thị pháp khởi sanh do tâm 75 loại tâm ngoại trừ những tâm hỏa thụ vô sắc giới và năm cấp thức tạo nên sắc pháp do tâm tạo ngay vào lúc chập và vắng gà hồ kiếp đầu tiên khởi phát. Nơi đây những chập tâm tiền cha vá nà tốc hành điều hòa tư thế hoài nghi của thân, nhưng những xác định tâm, những chập tốc hành tâm cha vá nà thuộc dục giới và những siêu trí tâm cũng tạo những phương tiện truyền thông cử chỉ và lời nói. Và tốc hành tâm liên hợp với thọ hỷ cũng tạo tiếu sanh tâm, tâm làm mỉm cười. Dạ con xin hết ạ, con xin xuống mấy tạng, cảm ơn ạ. Nam mô Bụt Tha Giá, Nam mô Tham Ma Giá, Nam mô Sang Kha Giá. Dạ thưa con Châu Nguyễn ạ, con xin kính chào thầy kinh. Dạ con xin kính chào lớp học ạ. Dạ con xin phép được đọc bài đoạn 2. Si tuần hồ tu sa man nhà ta te cho tha tu thi tiếp bát ta quá u tu sa mút tha na ru bằng ách chát tành cha ba hít thà cha ya thà ra hàng sa mút thà bề tí. Sắc pháp khởi sanh do điều kiện thời tiết, nguyên tố lửa, hỏa đại, bao hàm cả hai, nóng và lạnh. Khi đến giai đoạn trụ, trong ba giai đoạn sanh, trụ, diệt, thì tạo nên cả hai, tùy trường hợp. Các sắc pháp bên trong và sắc pháp bên ngoài do điều kiện thời tiết sanh. Ô cha san kha to a ha ro a ha ra sa mút tha na ru bằng ác cho ha ra na ka le tha na bát to wa sa mút tha bề tí. Sắc pháp khởi sanh do vật thực, vật thực được gọi là tinh chất dinh dưỡng, trong khi tiêu hóa đến giai đoạn trụ tạo nên những sắc pháp do vật thực sanh. Tathaha daya indriya rupa nikamma chan nye wa vinyat ti doa yang chitta cham me wa sat do chitto tu cho lahuta ditta yang utu chitta hare hi sam phu ti. Nơi đây trái tim và tám sắc mạng căn khởi sanh do nghiệp, hai phương tiện truyền thông biểu lộ bằng thân, thân biểu
và bằng lời nói, ngữ biểu, chỉ sanh khởi do tâm. Avinipho garupa nitye wa aka satha to chachat tu hi samputa nilakkhana rupa ninakutto chi tra dành tí. Tiếng nói sanh khởi do tâm và điều kiện thời tiết, ba đặc tính nhẹ, vân vân, sanh khởi do điều kiện thời tiết, tâm và vật thực. Những đặc tính không thể tách rời nhau của sắc pháp và nguyên tố hư không khởi sanh do bốn nguyên nhân. Attha rasa bành nhà rasa tề rasa đoà đa xà tí chá cầm má chít tô tú cà hà ra trà ni hồn tí giá thắt ca mằng 18, 15, 13 và 12 theo thứ tự do nghiệp, tâm, điều kiện thời tiết và vật thực tạo. Trà giá mà nà đi rù bà nàng sá phà quắp tà hí kê quá lăng lắc khá nà nín na trà dành tí kê hí chỉ tí bá cà xí tăng a dầm ếch thá rù bá sá mút thà na na dù. Các đặc tính của sắc pháp không do nguyên nhân nào, những dấu hiệu cá biệt của sắc pháp khởi sanh, vân vân, không do nguyên nhân nào tạo, được nói như vậy vì hoàn toàn cố hữu dính liền theo các pháp ấy. Dạ thưa, con đã đọc xong ạ. Con đọc có sai, con nhờ thầy sửa giùm con. Dạ, con kính nhân mic lại cho lớp ạ. Con xin phép được xuống mic. Cảm ơn Đông Triều đã post bài giùm ạ. Nam mô Bụt Thầy, Nam mô Tham Ma, Nam mô Sa Khai. Rồi, chắc còn ai đọc phải không? Chắc hết hả? Alo, quý vị nghe rõ không? Rồi, hôm nay mình vô học luôn đi. Trễ rồi. Rồi, bây giờ chúng ta học tiếp phần mới. Sắc nghiệp tục sinh. Mà mình biết mình học về phân loại sắc nghiệp, bây giờ mình học vô tiếp theo là sắc nghiệp tục sinh. Sắc nghiệp tục sinh tức là ý nói, người ta nói là khi mà tục sinh, những cái sắc nghiệp nó được tạo ra gồm những sắc nào trong lúc tục sinh thì kêu là sắc nghiệp tục sinh. Alo, có nghe không vậy? Alo, 1, 2, 3. Kiều nghe không? Alo. Rồi, ghi tựa tiếp đi. Sắc nghiệp tục sinh. Sao không thấy ghi lên?
Nay ghi kiểu gì lạ. Bộ ghi cái nick kia bị gì hả? Rồi xuống dòng có 3 nhóm 10. Có 3 nhóm 10 mở ngoặc thập pháp, mở ngoặc lại. Có 3 nhóm 10 thập pháp. Rồi chấm. Dòng 1 sắc thần kinh thân. Hoặc là ghi A nhỏ luôn. A nhỏ này sắc thần kinh thân. Có 10 thần kinh thân hai chấm, có 10 bằng 8 sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên cộng sắc thần kinh thân, có 10 bằng 8 sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên cộng sắc thần kinh thân. Là cái nhóm đầu tiên là cái nhóm sắc thần kinh thân, tức là khi bắt đầu cái tâm tục sinh lên khởi thì cái nhóm sắc thần kinh thân nó sinh khởi theo, tức là cái hệ thần kinh đó, tức là lúc đó trước là bằng cái vật chất nó sinh ra có chút xíu chấm vô dầu rẫy mấy lần ha, còn những điểm chấm nhỏ chút xíu đó. Thì lúc đó là cái hệ thần kinh nó đang phát sinh về thuộc về thần kinh thân thôi, bởi vì lúc đó chỉ có cái thân thôi, thì có cái sắc pháp lúc đó. Thì trong đó nó có 10 sắc luôn, kia là nhóm 10 là vậy đó, nhóm 10, nhóm đầu tiên là nhóm 10, tức là nó gồm có 8 sắc bất ly nè, cộng sắc mạng nguyên, cũng do nghiệp sanh, rồi cộng cái sắc thần kinh, sắc thần kinh thân, thì như vậy là có là 10 sắc trong cái nhóm đầu tiên là nhóm sắc thần kinh thân. Rồi B, sắc tính, 2 chấm. Sắc tính có 10 cũng bằng 8 sắc bất ly sắc mạng nguyên cộng sắc tính, mở ngoặc nam nữ đóng ngoặc, 18 sắc bất ly cộng sắc mạng nguyên cộng sắc tính, mở ngoặc nam nữ đóng ngoặc lại, tức là một là nam hai là nữ ha. Thì lúc này cái sắc tính nó đang có phát sinh rồi, tức là trong cái tích tắc đầu tiên và cái khi mình tục sinh, cái tâm tục sinh lên cõi thì lúc đó là đã có xác định nam hoặc nữ ngay lúc đó rồi ha, tức là xác tính phát sinh ngay cái thời khắc đầu tiên, cái điểm khắc đầu tiên tục sinh, nếu là nam thì mình xác định ngay lúc đó, nữ cũng xác định lúc đó. À, như vậy là xác tính chúng ta có được 10 do nghiệp tạo. Rồi số 3 là sẽ là C, sắc ý vật. Sắc ý vật có 10 sắc ký vật, cũng có 10 8 sắc bất ly sắc mạng nguyên cộng sắc ký vật, rồi như vậy là trong cái sắc nghiệp tục sinh đó, khi mình tục sinh ra cái sắc nghiệp nó có 3 nhóm đầu tiên sanh khởi là sắc thần kinh thân, sắc tính và sắc ký vật. Những cái sắc này là đều là do nghiệp tạo, chứ không có do tâm tạo, không có do thời tiết hoặc vật thực tạo, mà ba nhóm này là bắt buộc phải do tạo, bởi vì khi chúng ta sinh ra những cái hệ thần kinh là do nghiệp tạo hết, hoặc là nam nữ cũng do nghiệp, rồi sắc địa vật là cái chỗ để tâm được cũng là do nghiệp tạo. Thì như vậy người ta tính là từ bắt đầu mình ghi là từ sát na tâm tục sinh hai chấm, từ sát na tâm tục sinh, sắc do nghiệp quá khứ sanh, sắc do nghiệp quá khứ sanh chấm 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 đến sát na thứ 17, đến sát na thứ 17. À, tức là sắc pháp nó sanh nó đi ra từ cái sắc na tâm tục sinh đi 17 sắc na, thì sắc pháp nó bắt đầu nó tới đây là chấm dứt, nó diệt, nó muốn biến dạng qua cái dạng khác. Thì trong mỗi một cái sắc na sanh khởi đó,
thì chúng ta luôn biết là nó có ba cái sắc na tiểu là sinh, trụ và diệt. À, thì ba sắc na tiểu này sắc pháp cũng sanh theo từng sắc na tiểu vậy đó. À, thì ba sắc na tiểu nhân cho 17 cái sắc na đại thì chúng ta bằng có 51 bọn sắc nó sanh khởi. À, tức là ba cái sắc nghiệp này nhân cho 17 thì mình có 51 bọn sắc, 51 nhóm sắc nó sanh khởi trong 17 sắc na tâm. À, thì như vậy khi mà mỗi sắc nó sanh về tới 17 sắc na tâm nó mới diệt, thì như vậy là sắc pháp chậm hơn tâm 17 lần. À, nó mới diệt. Còn tâm thì mỗi một sắc na sanh diệt ha. Còn sắc pháp tới sắc na thứ 17 mới diệt, thì như vậy sắc na pháp nó chậm hơn sắc na tâm 17 lần. Được chưa? Vì nắm được đây không? Alo. Tức là 3 nhân 17 bằng 51, ghi gì đây cho nó. Tức là 3 nhóm sắc nhân cho 17 sắc na bằng 51. Bằng 51 nhóm sắc. 3 51 nhóm 10 đó. Nè, nắm hơn alo. Nắm được cho này con quý vị ơi. Rồi, ok ha. Rồi, xuống dòng, đánh cái bông đầu dòng cái. Đánh cái bông đầu dòng một cái. Sắc nghiệp diệt đồng lúc với tâm tử. À, nhớ thêm cái đó nữa, sắc nghiệp diệt đồng lúc với tâm tử. Tức là khi một người chết, tâm tử sanh lên thì lúc đó là tâm chấm dứt ha, tử ha, chấm dứt một kiếp sống thì lúc đó sắc nghiệp nó cũng diệt luôn, ngay lúc đó luôn. À, cho nên mình phải nhớ là sắc nghiệp diệt đồng lúc với tâm tử. Rồi, xuống dòng. À, sắc nghiệp xong rồi chúng ta bước qua sắc tâm. Sắc tâm. Sắc tâm có 15 sắc tâm tạo, có 15 sắc do tâm tạo đây nha, đâu có 15 sắc do tâm tạo. Hai biểu tri, hai sắc biểu tri cộng sắc thinh, hai sắc biểu tri cộng thinh cộng tám sắc bất ly cộng sắc giao giới cộng ba sắc đặc biệt, đây là 15 sắc do tâm tạo. Hai biểu tri nè cộng thinh nè cộng tám sắc bất ly nè cộng sắc giao giới là sắc không à, cộng sắc giao giới cộng ba sắc đặc biệt. Yeah. Tức là tâm tạo ra được 10 sắc này, tức là 82 cái biểu tri ha. Hai biểu tri thân khẩu, thân biểu tri, khẩu biểu tri. Rồi sắc cảnh thinh tức là âm thanh. Rồi 8 sắc bất ly. Rồi sắc giao giới và 3 sắc đặc biệt tức là khinh nhu thức nghiệp. 15 sắc này hoàn toàn do tâm tạo. Rồi xuống dòng, sắc tâm cố định và bất định. Hai chấm, sắc tâm cố định và bất định. Dòng cố định hai chấm hai biểu tri cố định hai biểu tri tức là thân biểu tri và khẩu biểu tri, tức là hai cái sắc biểu tri này là cố định là do tâm tạo hết. À, đi đứng co duỗi là cái hai biểu tri này do tâm. À, thì mình biết như vậy là khi mình hành pháp, mình đi kinh hành hay là mình làm những động tác nhỏ nhỏ thì mình biết tất cả những cái hành động của mình đều là do tâm tạo, và cái là thân biểu tri hoặc là khẩu biểu tri, hoặc là mình nói này nói kia, thân biểu tri khẩu biểu tri là sắc là do tâm cố định. Rồi bất định là 13 sắc còn lại, cứ dòng bất định 13 sắc còn lại. Bất định sắc còn lại, cứ dòng, dòng cái sắc tâm bất định
bởi chúng có thể được trợ sanh, ghi nha, sắc tâm bất định, bởi chúng có thể được trợ sanh bằng nhiều điều kiện khác ngoài danh pháp. Sắc tâm bất định, bởi chúng có thể được trợ sanh bằng nhiều điều kiện khác ngoài danh pháp, tức là ngoài cái tâm ra, còn có thời tiết, gió, dịch thực tạo vẫn có thể được, không? Thành ra sắc tâm bất định, bởi chúng có thể được trợ sanh bằng nhiều điều kiện khác ngoài danh pháp. Rồi xuống dòng, ra tiếp dòng sắc cảnh thinh, dòng sắc cảnh thinh cảm. Tức là mình nói về cái sắc cảnh thinh ha. Nếu là tiếng người hay tiếng thú, nếu là tiếng người hay tiếng thú thì cũng phải do hai nhân trợ sanh, thì cũng phải do hai nhân trợ sanh là tâm và quý tiết, hay là âm dương, tâm và quý tiết. Nếu là tiếng người hay tiếng thú thì cũng phải do hai nhân trợ sanh, tức là khi mình nói hoặc là những cái tiếng thú nó kêu, nó hú được, là không phải chỉ do tâm không, mà nó còn do thời tiết nữa, nó do âm dương. Nếu mà không có âm dương này, không có những cái vấn đề mà âm dương đó, thì âm dương nội, âm dương ngoại là thì cũng không thể tạo ra âm thanh. Ở đây là cái điều rất là đặc biệt mà chúng ta cũng khó mà biết được cái này ha. Thường chúng ta biết là chỉ là mình nói là do cái tâm mình nó muốn nói rồi tạo ra âm thanh, nhưng mà nếu mà không có cái âm dương trợ, không có âm dương trợ cho nó, thì nó cũng không thể tạo ra tiếng. Đó là cái điều mà cần phải biết ha. Rồi xuống dòng, nếu là những tiếng động phát ra từ những vật vô tri, như nếu là những tiếng động phát ra từ những vật vô tri như hai chấm, tiếng xe, tiếng gió thổi, tiếng nước chảy, là do quý tiết sanh, do quý tiết làm điều kiện trở sanh. Mình ghi cho rõ ràng, do quý tiết làm điều kiện trở sanh. Tức là cái những cái tiếng động mà phát ra là không có do cái tâm tạo, là vô tri, như tiếng xe nổ máy rồi mình thổi tiếng, hoặc là tiếng gió thổi xì xài, hoặc là tiếng nước chảy róc rách, hoặc là tiếng va chạm của vật chất này kia, thì nó là do âm dương thời tiết, nó do quý tiết tạo làm điều kiện, tiếng quý tiết nó làm điều kiện cho phát sinh những cái đó. Cho nên đây là chúng ta cần phải biết rõ những điều này. Rồi xuống dòng, ba sắc đặc biệt, khinh nhu thích nghiệp, hai chấm, ba sắc đặc biệt. Xuống dòng, bên trong thân, hai chấm. Xuống dòng, mình đánh cái chấm đầu, bên trong thân, hai chấm. Tức là ba cái sắc đặc biệt là khinh nhu thức nghiệp, là bên trong thân của mình, bên trong thân. Đôi khi do tâm sanh, do quý tiết sanh, hoặc do vật thực sanh. Đôi khi do tâm sanh, do quý tiết sanh, hoặc do vật thực tạo nên. Ghi rõ ràng ha. Tâm sanh, do quý tiết sanh, hoặc do vật thực tạo nên. Như khi thân thoải mái thì cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt, uyển chuyển. Như khi thân thoải mái thì cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt, uyển chuyển. Đó, tức là bên trong nội thân mình, nếu có ba cái sắc đặc biệt là khinh nhu thức nghiệp, là nếu mà do
thời tiết hay vật thực ăn vô đúng như này nghe nọ ha, tốt đẹp ha, những chất tốt đẹp ha, rồi tâm sanh tốt đẹp ha. Thì như vậy khi như vậy là mình cảm thấy người mình thoải mái, nhẹ nhàng, làm gì nó cũng linh hoạt uyển chuyển ha. Cho nên khi mà mình biết được cái điều này, chúng ta phải nên để ý về vấn đề mà vật thực và thời tiết. Chứ nếu mình ở cái chỗ mà thời tiết nóng quá cũng mệt mỏi, làm cho mình cũng mất đi cái sự linh hoạt ha. Hoặc là mình ăn những vật thực khó tiêu quá nó cũng gây cho mình cái sự bất lợi. Cho nên phải để ý nè. Nhất là mấy ông mà chơi nhạc đánh đàn đó, phải để ý cái vụ này, ăn no quá lên đàn hết nổi luôn. Hoặc là thời nóng quá cũng bực bội mất cái sự linh hoạt đó. Đó là nói về bên trong. Rồi xuống dòng bên ngoài. Hai chấm. Bên ngoài. Khi thời tiết khí hậu tốt đẹp hay do thức ăn thích hợp thì cơ thể cũng đủ ba sắc đặc biệt. Khi thời tiết khí hậu tốt đẹp hay do thức ăn thích hợp thì cơ thể cũng đủ ba sắc đặc biệt. Đó, tức là ở đây chúng ta nói về bên ngoài, tức là cái thời tiết bên ngoài, khí hậu hay là do thức ăn bên ngoài rồi mình đưa vô cơ thể mà nó tốt đẹp á, thì nó cũng tạo ra được ba cái sắc đặc biệt này. Nãy là bên trong, tức là bên trong là do tâm sanh, do quý tiết sanh bên nội phần, tức là do vật thực bên ngoài mình ăn vô rồi cái quý tiết bên trong nội phần nó phối hợp với bên ngoài hai cái nó sanh, hoặc là do cái quý tiết bên ngoài đó, âm dương bên ngoài đó, nó phối hợp với quý tiết bên trong, hoặc là do vật thực bên ngoài vô vật thực bên trong, hai ba thứ nó cộng vô đó. Thì như vậy nó tạo ra ba cái sắc đặc biệt này, nó làm cho cái thân mình được thoải mái, kinh thân kinh nhu thích nghiệp đầy đủ không. Đó là hai vấn đề mà liên hệ đến ba cái sắc đặc biệt, cả bên trong và bên ngoài. Rồi xuống dòng, đánh cái bông đầu dòng. Ba sắc đặc biệt luôn đi chung nhau, ba sắc đặc biệt luôn đi chung nhau và chỉ có trong cơ thể sinh vật mà thôi. Đó là vấn đề cần phải biết. Ba sắc đặc biệt luôn đi chung nhau vì và chỉ có trong cơ thể sinh vật mà thôi. Đó, tức là ba cái sắc đặc biệt này, kinh nhu thức nghiệp này nó luôn luôn là nó thành điềm bọn nhớ nha. Và nó chỉ có mặt trong cái cơ thể mà có sự sống, tức là có sinh vật, tức là có tâm thức. Chứ vật chất thường á, cây có này kia thì nó không có những ba sắc đặc biệt này. Mình phải biết rõ những cái như vậy. Rồi tám bất ly, tức là tám sắc bất ly và giao giới. Hai chấm. Cái dòng bây giờ là dòng tám sắc bất ly và giao giới. Đều là những sắc tâm bất định do nhiều nguyên nhân tạo. Đều là những sắc tâm bất định do nhiều nguyên nhân tạo. Tức là tám sắc bất ly và sắc giao giới này, nó là những cái sắc do tâm tạo mà nhưng mà nó bất định. Bởi vì chẳng ngoài tâm tạo ra nó còn có những nguyên nhân khác, chẳng hạn như do vật thực cũng tạo được, thời tiết cũng tạo được, mà vì do nghiệp nó cũng tạo được là chính cái sắc này. Cho nên được gọi là bất định là như vậy. Tám sắc bất ly và giao giới cũng bất định, ba hai sắc đặc biệt cũng bất định, thời tiết cũng bất định. Cho nên chúng ta cần phải lưu ý những cái vấn đề này để mình nắm rõ những sự mà phát sanh của sắc pháp như thế nào. Rồi xuống dần, nắm được không quý vị? Nắm được cái phần này cũng phải rất rối chứ. Tức là về phần sắc tâm bất định nó có 13 sắc còn lại đó. Tức là mình nói về sắc cảnh thinh nó cũng là bất định. Bởi vì nó có lúc do tâm, có lúc do thời tiết. Sắc đặc biệt cũng vậy, có lúc do tâm, có lúc cũng do thời tiết hoặc là do vật thực. Sắc bất ly, sắc giao giới cũng vậy, có lúc do tâm, có lúc do thời tiết, có lúc do vật thực. Chứ không phải là do tâm không,
nó vừa tâm nó vừa phối hợp đủ, nên được gọi là bất định là như vậy ha. Ok ha, rồi qua được chưa? Alo. Nãy giờ thấy Tuấn chạy ra chạy vô, Tuấn nghe không ha? Tuấn nghe có nghe hiểu gì không? Alo. Điểm ru à. Rồi tới sắc quý tiết, mở mặt là sắc âm dương, mở mặt là sắc quý tiết, sắc âm dương. Có 13 hai chấm. Có 13 sắc thinh cộng 3 sắc đặc biệt cộng 8 sắc bất ly cộng 1 giao giới. Sắc thinh cộng 3 sắc đặc biệt cộng 8 sắc bất ly cộng 1 sắc giao giới. Tên và sắc đặc biệt rồi như vậy là mình có là 13 sắc là do âm dương tạo à, tức là sắc cảnh thinh, sắc ba sắc đặc biệt kinh vô thức nghiệp, 8 sắc bất ly và 1 sắc do giới, tức là 13 sắc. Rồi như vậy xuống dòng mình ghi tất cả đều bất định, tất cả đều bất định. Khi thì nhân này trở sanh, khi thì nhân khác trở sanh. Khi thì nhân này trời sanh, khi thì nhân khác và nhân nọ trời sanh. Tất cả đều bất định. Rồi, đó, tức là những cái sắc này nó bất định hết, nó không có một nhất định. Bởi vì có lúc thì do tâm, có lúc do nghiệp, có lúc do thời tiết, có lúc do vật thực. Thì tất cả những cái sắc này, 13 sắc này đều là bất định. Đó, sắc quý tiết, về sắc âm dương tạo. Rồi, xuống dòng. Sắc vật thực, mở ngoặc sắc dưỡng tố, sắc vật thực hay là sắc dưỡng tố. Sắc vật thực đó, có 12. Ba sắc đặc biệt, 8 sắc bất ly, 1 sắc do giới. Rồi sắc do vật thực tạo thì có 3 sắc đặc biệt mà tạo được 3 sắc đặc biệt. 8 sắc bất ly thì đương nhiên ha, và sắc do giới thì cũng đương nhiên có rồi. Thì như vậy là chúng ta có 12 sắc do sắc do vật thực tạo. À, tức là khi mình ăn uống hay là những cái vật thực ngoài nó vô rồi gặp vật thực nội chất dinh dưỡng nó tạo ra 3 cái sắc đặc biệt, 8 sắc bất ly và 1 sắc giao giới. Rồi tất cả đều bất định, xuống dòng ghi tất cả đều bất định. Rồi xuống dòng đánh cái bông bự đầu dòng ha. Sắc tứ tướng, tứ tướng mở ngoặc sanh trụ sanh tiến dị diệt, mở ngoặc lại không có nhân sanh. Sắc tứ tướng không có nhân sanh.
bởi vì sắc tứ này thật sự nó là do cái sự biến đổi của những cái sắc kia, tức là sắc nó xanh lên rồi nó già, nó lão mãi rồi nó chết, nó bị diệt, thì cái đó là do những cái sắc khác là trình bày ra như vậy. Có cái sắc tứ tướng là không, những sắc này là thật sự nó không phải là sắc, nó không có cái nhân sanh, cho nên sắc tứ tướng chúng ta cần biết là không có nhân sanh. Rồi đó là dứt cái phần mà nãy là cái gì nói quên, là sắc do gì đó. Rồi đều gom lại cái phần này lại, đều gom lại cái phần này lại. Gom lại cái phần này lại rồi lên đọc lại lần nữa, đọc lại mấy cái mới học thì coi sao. Ai tình nguyện giơ tay lên đọc coi. Giơ tay coi. Mà chính tâm đi, chính tâm ngồi yên, mời chính tâm lên đọc lại bên cái bài mới học hôm nay, đọc lại cho anh em nó dò lại. Rồi mời chính tâm giơ tay nha. Có nghe con. Hôm nay học về sắc nghiệp, tục sinh. Sắc nghiệp tục sinh có ba nhóm thập pháp. Thứ nhất là sắc trần kinh thân có 10, là 8 sắc bất ly, cộng sắc mạng quyền và cộng sắc thần kinh thân. Và nhóm thứ hai, sắc tính có 10, là 8 sắc bất ly, cộng sắc mạng quyền, cộng sắc tính nam hay nữ. Nhóm thứ ba là sắc ý vật có 10, cộng 8 sắc bất ly, cộng sắc mạng quyền và sắc ý vật. Nếu mà nói là từ sắc na tâm tục sinh thì sắc do nghiệp quá khứ sanh .. đến sắc na thứ 17 là có 51, như là ba sắc, ba nhóm sắc nhờ 17 sắc na là bằng 51. Sắc nghiệp diệt đồng lúc với tâm tử. Sắc tâm thì có 15 sắc do tâm tạo, là 2 sắc biểu chi. Sắc thinh cộng 8 sắc bất ly, cộng sắc giao giới và cộng 3 sắc đặc biệt. Sắc tâm cố định và bất định. Cố định thì có 2.2 biểu chi, bất định thì còn lại là 13 sắc còn lại. Sắc tâm bất định bởi chúng có thể được trợ sanh bằng nhiều điều kiện khác ngoài danh pháp. Sắc cảnh thinh, nếu là tiếng người hay tiếng thú thì cũng phải do hai nhân trợ sanh là tâm và quý tiếp. Nên hiểu tâm quý tiếp là âm dương. Ok. Nếu là những tiếng động phát ra từ những vật vô chi, tiếng xe, tiếng nước chảy vân vân, thì do quý tiếp làm điều kiện trợ sanh. Ba sắc đặc biệt, khinh, nhu, thích, nghiệp, bên trong thân, đôi khi do tâm sanh, do quý tiết sanh hoặc do vật thực tạo nên. Như khi thân thoải mái thì cơ thể có cảm giác nhẹ nhàng, linh hoạt và uyển chuyển. Còn về bên ngoài, khi thời tiết khí hậu tốt đẹp hay do thức ăn thích hợp để cũng đủ ba sắc đặc biệt. Chú ý, ba sắc đặc biệt luôn đi chung với nhau và chỉ có thể trong sinh vật thôi. Tám sắc bất ly và giao giới đều là những sắc tâm bất định do nhiều nguyên nhân tạo. Nói về sắc quý tiết, mở ngoặc, sắc âm dương đóng ngoặc có 13. Sắc thinh, cộng ba sắc đặc biệt, cộng tám sắc bất ly, cộng sắc giao giới. Tất cả đều bất định. Khi nhân này trở sanh, hay khi thì nhân khác trở sanh,
Và cái thứ nói về sắc diệt thực là sắc dưỡng tố có 12, 8 sắc bất ly, cộng 3 sắc đặc biệt, cộng sắc giao giới, tất cả đều bất định. Và sắc tứ tướng, sanh, tiến, dị diệt, không có nhân sanh. Con sinh đó là con sinh xuống mà. Xa thứ, xa thứ. Đều gom bài chứ, gom bài đưa lên cho ghi lại cho đầy đủ. Gom bài là chưa? Hello. Cái gì coi gom lại cái copy lại save vô cái profile của mình ha, giữ làm tư liệu ha. Mấy cái này mình cũng phải đọc đi đọc lại nhiều lần cho nó thấm, rồi nó hiểu sâu sắc được trong cái vấn đề như thế nào ha. Chứ nhiều khi cũng rất là khó hiểu. Chờ cho gom cái chúng ta cho trình bày tiếp phần một phần nữa để chúng ta cho hoàn mãn buổi học hôm nay ha. Chờ chút xíu.
Rồi, wow. Một thầy xong ha. Đây là dưới tiếp xong rồi ha. Rồi, giờ chúng ta học phần cuối gồm cái này các yếu tố trợ sanh hay chấm. Yếu tố trợ sanh. Tức là nói về những cái yếu tố mà trợ sanh sắc à. Để mình biết rõ là một yếu tố hai chấm, tức là có một yếu tố hai chấm. Có 11 sắc, có 11 sắc và 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc duy vật, sắc bản quyền, 11 sắc, 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc duy vật, sắc bản quyền, do nghiệp tạo. Đó là một yếu tố, là do nghiệp tạo, tức là những sắc này do một yếu tố tạo, là do nghiệp. Đó là 11 sắc, là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính, sắc duy vật, sắc bản quyền, là do một yếu tố, tức là do nghiệp tạo. Nắm được không vậy? Rồi xuống dòng một yếu tố nữa, không? Tức là một yếu tố hai chấm. Hai sắc biểu tri do tâm tạo. Hai sắc biểu tri do tâm tạo. Một mỗi yếu tố mà hai, một yếu tố cũng một yếu tố luôn, tức là cái đầu tiên một yếu tố là 11 sắc do nghiệp tạo, cái gì một yếu tố là hai sắc biểu tri do tâm tạo, mà cũng do một cái yếu tố là do tâm tạo. Trở lại một yếu tố hai sắc biểu tri do tâm tạo, tức là hai cái sắc biểu tri này là chỉ có tâm tạo ra được nó ha, cho nên chỉ có một yếu tố là do tâm tạo. Rồi bây giờ tới hai yếu tố nè, hai yếu tố hai chấm, hai yếu tố hai chấm. Sắc tinh, sắc tinh do tâm và do thời tiết tạo. Có hai yếu tố sắc tinh do tâm và thời tiết tạo. Tâm và thời tiết tạo, tức là cái sắc âm thanh đó, sắc cảnh thinh đó, mà do tâm tạo hoặc là do thời tiết tạo nữa, tức là cho nên nó có được hai yếu tố, sắc cảnh thinh có được hai yếu tố. Rồi ba yếu tố hai chấm, ba yếu tố hai chấm. Ba sắc đặc biệt do tâm, quý tiết và vật thực. Ba yếu tố là ba sắc đặc biệt do tâm, quý tiết, vật thực. Tức là ba cái sắc đặc biệt là khinh nhu thích nghiệp đó. Nó do tâm tạo cũng có, tâm tạo ra ba cái sắc này khinh nhu thích nghiệp, hoặc là âm dương nó cũng tạo ra được, quý tiết cũng tạo ra được, hoặc là vật thực cũng tạo ra được. Như nãy chúng ta học ha, thì chúng ta thấy là ba cái sắc đặc biệt này nó có ba yếu tố tạo ra, mà do tâm cũng được, mà do quý tiết cũng được, mà do vật thực cũng được, nên là nó có ba yếu tố tạo. Rồi xuống dòng bốn yếu tố hai chấm, bốn yếu tố chính sắc, tám sắc bất ly cộng sắc giao giới do nghiệp tâm thời tiết vật thực tạo. Nghiệp tâm thời tiết vật thực. Tức là chín cái sắc này, tức là chín cái sắc này là gồm tám sắc bất ly cộng sắc giao giới, tức là chín sắc,
do cả bốn yếu tố tạo được. Nghiệp cũng tạo được chính sắc này, tâm cũng tạo được, thời tiết cũng tạo được, mà vật thực cũng tạo được. Cho nên chính sắc này được gọi là chính sắc do có bốn yếu tố. Thì như vậy một yếu tố là chúng ta có hai, hai yếu tố có ba yếu tố, có bốn yếu tố cũng có. Rồi zero yếu tố, dòng zero yếu tố, sắc tứ tướng, zero yếu tố, sắc tứ tướng. Rồi, như vậy chúng ta liệt kê cái bảng yếu tố đại sanh. Có một yếu tố thì có 11 sắc do nghiệp tạo, một yếu tố hai sắc bửu tri do tâm tạo, rồi hai yếu tố là sắc cảnh thinh do tâm cũng được mà do thời tiết cũng được, hay là do hai yếu tố tạo, rồi ba yếu tố là ba sắc đặc biệt, sắc ba sắc đặc biệt là sắc khinh, sắc nhu, sắc thất nghiệp á, thì do tâm tạo, do cũng được, quý tiết thì vật thực là được, là nó do ba yếu tố tạo. Rồi bốn yếu tố là có chính sắc là tám sắc bất ly và sắc giao giới, nó có bốn cái yếu tố để tạo ra được, nghiệp cũng tạo ra được nó, tâm cũng tạo được, thời tiết cũng tạo được, vật thực cũng tạo được. Cho nên chính sắc bất ly, chính sắc này là do cả bốn yếu tố tạo được. Rồi lý sắc tứ tướng là không có yếu tố nữa, sắc tứ tướng là không có yếu tố đời sanh, không có nhân đời sanh. Rồi như vậy là chúng ta có được cái bản chót để mình gom lại ha, điều ghi lại gom lại. Có hỏi gì vậy? Rồi, mời chân tâm. Thưa thầy, trong cái nãy thầy nói là về yếu tố 1 có 11 sắc là, nhưng mà con tính sau nó không có đủ 11 sắc, là 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính là 7, và sắc ý vật là 8, và sắc mạng quyền là 9. Còn hai cái kia là đâu không cộng đâu thấy 11 đâu thầy, xin thầy nói lại cho con nghe. Còn gì thiếu hả? Gì thiếu thì coi lại. 5 sắc thần kinh, 2 sắc tính là 7 thôi, sắc ý vật là 8, sắc mạng quyền là 9, sắc vật thực là 10, sắc y thông là 11, là thiếu hay là gì thiếu? Sorry, sorry, không thiếu. Đây, nhắc lại thank you nha, cảm ơn nha. Ghi thêm vô. 5 sắc thần kinh là đúng rồi ha, 2 sắc tính, 5 tính nữ tính là sắc ý vật là đúng ha, sắc mạng quyền rồi không phải sắc quyền thì sắc vật thực, sắc không đương nhiên phải có, phải cộng vô quên sắc vật thực cộng sắc hay không, sắc giao giới hay không, sắc giao giới. Hai sắc thực lĩnh, hai sắc vật thực, lại đọc lại cái gì, năm sắc thần kinh, hai sắc tính, vật chất mạnh quyền, sắc vật thực chứ không là đương nhiên là phải có rồi. Này biết sao bữa ghi sao soạn sao hay lộn soạn cái này đây, năm sắc sắc bửu tri do tâm tạo chứ không phải do nghiệp tạo, bửu tri do tâm tạo. Do tâm tạo sắc bửu tri, sắc thinh do tâm thời tiết, sắc đặc biệt tâm thời tiết thực, chính do nghiệp gì đấy. Tức là đây một yếu tố là do nghiệp tạo ha, tức là do nghiệp tạo thì chúng ta có ở đây ghi là 11 sắc là 5 sắc thần kinh do nghiệp tạo, coi là cái nghiệp tạo nãy coi, là sắc tính cũng do nghiệp tạo nè ha, sắc ý vật cũng do nghiệp tạo, sắc mạng quyền cũng do nghiệp tạo, thì không phải sắc kiều tư không là đương nhiên nó có, không tính được. Vậy là có 9 thôi, mà sau đây là cái gì có 9 thôi ha. Coi lại chung cái sắc nghiệp của cái gì, coi lại dùm cho sắc nghiệp thôi, chúng ta ghi nhiều quá là rối. Sắc do nghiệp tạo có bao nhiêu?
giáo định rồi kìa. Vậy là có chính thôi, ghi chính nó chính xác hơn. Nếu do tâm đó, thì cái này do tâm vô trật rồi. Chính có định. Vậy là trong tư liệu mấy cái sách kia mà ghi cũng có vấn đề, để coi lại sao. Rồi ghi chính thôi chắc ăn đi. Ghi chính đi rồi chúng ta coi lại rồi cái gì bổ túc sao ha. Coi lại mấy cái chú giải là coi cho nó ghi là bị sót cái này. Đọc ở mấy kia coi có bị sót không cái gì. Năm sắc thần kinh đúng nè ha. Năm sắc thần kinh do nghiệp tạo nè. Hai sắc tính cũng do nghiệp tạo là một nguyên nhân nè. Sắc ý vật cũng do nghiệp tạo là một nguyên nhân. Năm bảy tám sắc mạng nguyên cũng do nghiệp tạo, đúng rồi. Thì là có chín. Còn mấy kia là bất định. Và có do tâm, do thời tiết, do vật thực nữa. Bất định. Thì như vậy là một yếu tố chính hay sao mà để coi lại tư liệu sao nha. Cái nếu mà nó hai do tâm nữa thì trận do tâm tạo là nó nhảy xuống phần tâm rồi. Rồi giờ tạm thời mình lấy là chính đi. À, tuần sau chúng ta lại coi lại chú giải lại coi cái này có bị sót gì không, sao có bị dư cái này. Rồi ok à, coi lại nha, bây giờ coi lại nha. Thì như vậy mình gom lại là mình có một yếu tố thì là có chính là chính xác do nghiệp ha. Một yếu tố là do tâm tạo, hai sắc lưỡi riêng do tâm chứ không phải do nghiệp. Rồi sắc thinh do tâm thời tiết, sắc đặc biệt do tâm thời tiết nghịch thực. Rồi sắc bốn tám sắc bất ly, sắc do giới là nghiệp, tâm thời tiết nghịch thực. Rồi đúng rồi, sắc tứ tướng là không có. Thì như vậy là chỉ có chín thôi, cái này cái chín đúng hơn ghi trong mấy kia ghi 11 cũng hơi lộn xộn rồi. Để gì chúng ta rà lại ha. Rồi hôm nay chúng ta học ở đây thôi, ở đây là vừa phải lẽ. Quý vị chịu khó coi bài lại xíu cho nắm được cái vấn đề chính xác. Rồi mình sao bổ túc lại ha. Rồi do phước báo mà chúng ta học vi pháp hôm nay, nguyện cầu cho tất cả và lưu được năm pháp sống lâu, sắc đẹp, an vui, sức mạnh và sớm có trí tuệ thành tựu chân trí đồng đều nhau cả thầy. พระพุทธสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะพุทธานุภาเวนะสะระสัตถีภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะธัมมานุภาเวนะสะระสัตถีภวันตุเตภาวตุสัพพมังคลังรักขันตุสัพพะเทวตาสัพพะสังฆานุภาเวนะสะระสัตถีภวันตุเตหมดฮะเนี่ยหมดทำไม Xin mời cả lớp đọc kinh hồi hướng sau khi nghe Phật. Ba thi đà na ga tha. Dạ đề quốc ta san ti vi hà ra hòa si ni thu kê kha rê bồ thi kha rê ta hình ta hình ta thầm ma đà nê na pha hoàn tu bù chi ta sot thịnh ca lòn tê tha vi hà ra mạng đa lê thề gà cha mắt cha na hoa kà cha tích ca vô sa la mi kà đà na ba tị upa sakha kya ma cha đề sa ni kya ma cha ít sa ra sapa na phu ta su vi ta o va tu te cha la bu cha ye bi cha an ta sam o va san se da cha ta a tha vô ấp pa di ka ni ya ni ka tham ma wa ra Patichate sabbe dukkhassa kharantu sankhayam hatuchiram satam thammo thammatthara japukkhala sankho hontu sammakko va athayacca tayacca amhe rakkhato satthammo sabbe di thammacarino uthit
Sambha Pune Yama Thamma Liyap Pawe Dite. Nhằm kính chí Khu Sư Lá Khẩu Mận Các Tát Bằng Kỳ Rí Dặn Má Má Cà Dê Nát Vá Chà Má Ná Sà Tí Đá Sê Xuân Ngân Cá Tăng Dê Sát Hà Sàn Nhi Nô Ác Thí Dê Chá Sát Tà Á Sàn Nhi Nô Cá Tăng Quân Nhá Phá Lăng Mày Hằng Sắp Bê Tị Áo Hoàng Tung Tề Dê Tăng Cá Tăng Xu Huy Đi Tăng Đinh Nặng Quân Nhá Phá Lăng Mai Già Dê Chá Tát Thá Ná Chà Nàng Tí Đề Hòa Gánh Tòa Thu Huệ Đá Dùm Sắp Đề Lô Cà Mi Dê Sắp Tà Chì Hoàng Tà À Ra Hệ Tú Cà Má Nụ Nhạc Vô Cha Nàng Sắp Đề Lá Phạm Tú Má Má Dê Tá Sà Tế Khi Đặng Quá Tâm Mẹ Tâm Văn Già Nhàng ôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo Hi đăng nô nha Hi đăng ôn tu su ki ta hôn tu nha ta yo Đăng nô Hi đăng ôn tu ta su ki ta